Câu chuyện bắt đầu vào năm 1942, một nhóm hải quân bất ngờ kiểm tra tàu của các ngư dân, mấy anh lính bắt đầu lục lọi xem ở đây có gì bất hợp pháp hay không. Vì làm việc quá cứng nhắc nên mâu thuẫn đã xảy ra giữa hai bên, Superman trong vai gớt mồm lông thấy tình hình Vatican liền cười đùa tấu hải. Nhưng gã chỉ huy lại rất nghiêm túc, còn cười nữa tao tặng cho viên kẹo đồng vào giữa sọ bây giờ, ông ta cho lính đổ dầu xung quanh con thuyền. Sau đó bắt đầu giảng dạy triết lý sống, tên lính ở dưới khoang thuyền thấy có gì đó không đúng liền mở cửa xông vào, kết quả ăn nguyên một rổ đạn hẹo luôn tại chỗ. Ở phía trên những anh ngư dân to cao đen hôi cũng lập tức phản công lại đám hải quân, chẳng mấy chốc bọn chúng đã được đi bán muối dưới âm phủ. Richter kéo gã chỉ huy lên để trêu chọc tàu chiến phía bên kia, thế là đám hải quân tức cay ré điên cuồng nã pháo về phía mọi người. Nhưng có vẻ như xạ thủ của bọn chúng mắt bị lé nên bắn toàn tạch, không những vậy chiếc tàu chiến còn bị gớt và Richter tặng cho một quả bom nổ tan tành xác pháo. Quay trở lại 25 ngày trước, thời gian này đang diễn ra sự kiện chiến tranh thế giới lần thứ hai. Nhiều đất nước đã bị Đức Quốc xã của Hitler chiếm đóng. Lúc này các điệp viên của quân đồng minh phát hiện ra Đức đang chuẩn bị tấn công vào một bến cảng của Anh Quốc bằng một loại tàu ngầm siêu hiện đại. Nó có thể lặn rất sâu và được trang bị hỏa lực kinh hoàng. Vì bến cảng này rất quan trọng đối với quân đồng minh nên giám đốc tình báo Mỹ là Winston đã gửi hai điệp viên hàng đầu tới đó. Đức đã hoàn thành hai con tàu chiến cực lớn để ngăn cản Hoa Kỳ cung cấp vũ khí, đạn dược và các nhu yếu phẩm đến hỗ trợ châu Âu, nhưng chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra. Lúc này Gớt Mồm Lông là người được giao nhiệm vụ vô hiệu hóa tàu ngầm của Đức ở Bắc Đại Tây Dương. Tất nhiên dù có hiện đại đến mấy thì tàu ngầm cũng cần phải nạp nhiên liệu và khí oxy mỗi khi hết, Gớt chỉ cần phá hủy con tàu hậu cần tiếp nhiên liệu cho nó. Như vậy tàu ngầm buộc phải nổi lên hoặc nằm im vĩnh viễn dưới lòng biển sâu. Nhưng nói thì dễ chứ thực hiện lại vô cùng nguy hiểm, một mình Gớt là không thể nào nên anh đã đề nghị cấp trên tuyển thêm nhân sự. Đầu tiên là Henry, một thủy thủ giỏi mà anh rất tin tưởng, thứ hai là Freddy, người được mệnh danh là ít kiêu châu Âu. Anh ta lặn rất giỏi nên có thể bí mật đặt bom bên dưới tàu địch mà ma không biết quỷ chẳng hay. Tiếp theo là Richter to cao đen hôi, nhìn giao diện uy tín thế này đủ biết đấm nhau giỏi thế nào rồi. Cuối cùng là Apple, nhưng không may vài ngày trước anh ta đã bị quân Đức bắt sống và Gớt Mồm Lông sẽ chỉ làm nhiệm vụ khi cứu được người đồng đội này. Nhưng để làm được điều đó họ đã phải nhờ đến một cô gái đang trên chuyến tàu hỏa tên là Marjorie. Cô và anh da đen ở trên chuyến tàu lần này có mục đích. Nhân cơ hội khi mấy tên lính Đức nhậu say, Marjorie liền đứng dậy giả vờ đi ngang qua. Ngay khi bị một tên chặn lại, cô nhanh chóng đặt chiếc vali to xuống che khuất chiếc vali nhỏ của bọn chúng. Tên lính say rượu thấy gái đẹp là đầu óc ngơ ngơ ngáo ngáo nên không biết gì. Marjorie cứ tưởng mọi chuyện diễn ra êm đẹp nhưng lúc cô quay đi thì lại bị gã đại tướng chặn đường. Ông ta bắn tiếng Đức như tiếng mẹ đẻ nên cô chả hiểu gì. May là anh da đen đã đứng ra nói giúp nên Marjorie mới giữ được một mạng. Vừa vào trong phòng, nữ điệp viên đã ngay lập tức lấy đồ nghề ra mở khóa chiếc vali, còn anh da đen thì liên lạc với cấp trên để thông báo tình hình. Tất cả tài liệu mật của Đức Quốc xã đều có trong chiếc vali này, 400 ngư lôi loại B, 5.000 tấn dầu và 10.000 bộ lọc carbon dioxide. Sau khi phía tổng bộ xác nhận thông tin, hai người nhanh chóng thu dọn tài liệu cất vào trong vali. Marjorie cố tình bắt chuyện với tên tướng quân, còn anh da đen thì giả vờ trượt chân trả chiếc vali lại chỗ cũ. Sau đó bọn họ ngồi xuống bàn thưởng thức bữa ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc này bên phía quân đồng minh nhận được lời đề nghị của Hitler. Hắn ta yêu cầu nước Anh đầu hàng thì sẽ được dung thứ. Tất nhiên là Winston không bao giờ đồng ý, mặc dù quân Đức đang rất mạnh và sở hữu nhiều vũ khí hạng nặng tối tân. Nhưng Winston vẫn đặt niềm tin vào nhóm của nam chính Gớt Mồm Lông, nếu có thua thì cũng phải thua trong danh dự chứ không chấp nhận làm nô lệ cho kẻ địch. Mặt khác, Gớt đang bàn chiến thuật cùng với các anh em chí cốt để giải cứu cho Apple. Họ trèo một chiếc thuyền nhỏ để bí mật tiếp cận doanh trại của địch. Tiếp theo dùng ống nhòm quan sát từ xa để phân tích tình hình, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị hai tên lính Đức phát hiện. Tuy nhiên anh chàng cơ bắp Richter đã kịp thời dùng cung tiễn bọn chúng lên bàn thờ bốc xôi. Anh cũng vừa tiện thể xử mấy tên khác đang loanh quanh gần đây. Thấy thời cơ đã đến, Richter liên tục dùng cung tên tiêu diệt kẻ địch mà không gây tiếng động. Sau khi tiêu diệt đám lính canh, cả đội bắt đầu di chuyển. Đầu tiên họ dùng kìm cắt đứt hàng rào rồi phân công nhiệm vụ cho từng người. Vừa mở cửa vào trong liền xách hàng nóng ban phát kẹo đồng không sót một ai. Đám lính bên ngoài vẫn chưa biết gì vì súng có gắn giảm thanh. Một thằng đang nghe nhạc của Z97 thì tự nhiên bay thẳng xuống địa ngục. Lúc này Richter tiếp cận nhà tù rồi ném một quả lựu đạn vào trong, còn Freddy thì chiếm được ụ súng và bắt đầu bắn phá như chưa bao giờ được bắn. Mọi thứ trên đường đạn bay qua đều lập tức trở về với cát bụi. Richter tay to một mình xông vào cân cả đám sĩ quan ở bên trong. Chỉ với con dao ghẻ, anh nhẹ nhàng tiễn bọn chúng đi bán muối. Một thằng chạy xuống còn chưa kịp làm gì đã bị anh bắn cho cỏ mọc xanh mộ. Cuối cùng cả nhóm cũng thành công cứu được Apple. Họ nhanh chóng rời đi và để lại căn cứ Đức Quốc xã bị nổ tan tành mây khói. Ở một diễn biến khác, Marjorie đang cùng với anh da đen Heron thực hiện nhiệm vụ mới. Đó chính là quyến rũ một tên sĩ quan phát xít khiến hắn phân tâm để các điệp viên của quân đồng minh phá phách tàu thuyền của hắn.
Anh Da Đen bảo rằng vài ngày nữa hòn đảo này sẽ tổ chức một bữa tiệc thu hút tất cả quân lính tham dự. Đây là cơ hội ngàn vàng của Marjory. Phía bên này, nhóm của Nam Chính quyết định đi đường biển cho an toàn vì quân lính của Hitler đã phong tỏa hoàn toàn đất liền. Còn nữ điệp viên xinh đẹp đang ngồi nói chuyện với tên sĩ quan Heinrich. Cô dụ dỗ mời hắn tham dự bữa tiệc sắp tới, nhưng tên này không muốn vào chốn đông người. Mà gạ kèo mời ngược lại Marjory tham gia vào một bữa tiệc riêng tư đầy điều thú vị. Với tài năng dẻo miệng của mình, cô đã thành công gạ hắn đi đến bữa tiệc trên đảo trước rồi tới bữa tiệc riêng tư sau. Sau đó, Marjory và anh Da Đen nhanh chóng lấy thiết bị truyền tin để liên lạc với đội của Nam Chính. Vì tên sĩ quan Heinrich sẽ rời đi sớm hơn 3 ngày nên tiến độ thực hiện nhiệm vụ phá hủy tàu hậu cần phải được đẩy nhanh hơn. Như vậy, nhóm của Nam Chính buộc phải đi gần bờ và đối mặt với nguy hiểm nếu bị địch phát hiện. Tại London lúc này, những chiếc máy bay của Đức đã thả bom xuống thành phố khiến mọi nơi chìm trong biển lửa. Cảnh tượng thảm khốc kinh hoàng chẳng khác gì địa ngục trần gian. Sáng hôm sau, thuyền của Gert Mùm Lông đã bị một con tàu lớn của Anh đi ngang qua nhìn thấy. Vì không biết bọn họ là điệp viên của Mỹ phái đến nên thuyền trưởng muốn bắt tất cả lên tàu để tra khảo. Đúng lúc này, radar phát hiện một tín hiệu lạ, đó là tàu ngầm của Đức đang tiến đến. Báo động ngay lập tức được bật lên, nhóm của Nam Chính thấy vậy liền cố gắng đánh lái con thuyền ghẻ của mình tránh càng xa chiến sự càng tốt. Khi tàu ngầm đến gần, ngư lôi được chiếc tàu chiến thả xuống khiến mặt nước rung chuyển dữ dội. May thay, Gert cùng đồng đội đã an toàn tránh xa khỏi trận chiến. Phía bên kia, anh Da Đen Heron dẫn Marjory đến gặp một anh Da Đen khác nhưng giàu hơn, ba người ngồi cười đùa chém gió. Nữ điệp viên bắt đầu thể hiện tài năng bắn súng siêu đỉnh của mình. Mặt khác, Gert Mùm Lông đang tính toán quãng đường di chuyển để đến mục tiêu nhanh nhất có thể. Sau đó, đội của họ giao lưu với đội của ông Da Đen và cả hai bên sẽ cùng thực hiện nhiệm vụ này. Bởi vì tàu của phía đối tác có rất nhiều vũ khí và đạn dược, nhưng Heron vừa mới cài bom xong thì bị đám lính Đức bắt tại trận. Anh nhanh tay nổ súng tiêu diệt kẻ địch, tuy nhiên khẩu súng này không có nhiều đạn nên anh đành phải dùng dao xin ít huyết của tên còn lại về đánh tiết canh. Phía bên kia, Marjory vừa cosplay thành nữ thần Ai Cập xong thì đến gặp gã sĩ quan Heinrich. Thân hình nóng bỏng quyến rũ của cô khiến hắn thèm chảy nước miếng. Để phù hợp với Marjory, hắn cũng phải cosplay theo cô rồi đi tới bữa tiệc. Sự kiện này thu hút hơn 90% binh sĩ và sĩ quan đến tham dự. Kíp nổ đã được hẹn sẵn trong 30 phút nữa. Họ chỉ cần câu giờ cho bọn chúng ở đây đến lúc đó mà thôi. Marjory ra bắt chuyện với Heinrich thì biết được rằng hắn vừa mới ra cố thêm cho con tàu hậu cần. Anh Da Đen nghe thấy vậy liền tức tốc chạy ra bến cảng nhưng nhóm của Nam Chính đã rời đi. Heron chỉ còn cách gọi qua bộ đàm để thông báo cho bọn họ. Nhưng đúng lúc này, một ông đô đốc đầu hói người Anh xuất hiện ra lệnh cho cả đội phải hủy bỏ nhiệm vụ ngay lập tức. Ông ta đọc tên từng người và đe dọa sẽ bỏ tù nếu làm trái lệnh. Nhưng Gert giả vờ mất tín hiệu không nghe thấy gì. Tàu hậu cần của địch đã được gia cố nên không thể đánh chìm bằng cách thông thường. Vì vậy cần phải tìm cách khác trước khi nó di chuyển ra xa ngoài khơi. Phía bên kia, Marjory bắt đầu cất tiếng hát thu hút sự chú ý của mọi người. Khuôn mặt xinh đẹp cùng thân hình nóng bỏng khiến các gã trai bên dưới chào cờ liên tục. Còn bên này, Richard sử dụng cung tên hạ sát vài kẻ địch trong âm thầm, những người khác thì bí mật chèo thuyền tiếp cận căn cứ địch. Gert Mùm Lông xách hàng nóng ra khử được hai tên tạo khoảng trống cho Freddy cài bom, sau đó anh mặc bộ quân phục của sĩ quan Đức để đánh lừa và tiễn nốt ba tên lính về miền an nghỉ cuối cùng. Nhưng ở phía bên kia, trong lúc hát, Marjory đã phát âm sai một từ tiếng Đức, điều này khiến Heinrich nhận ra cô là người Do Thái, Nam Chính thì cứ ung dung nhẹ nhàng xin vài cái mạng. Đi đến đâu là giải phóng mặt bằng đến đó. Thấy có xe tới, họ liền nhanh chóng tìm chỗ núp, thì ra đồng đội tìm đến đây để xem tình hình. Mặt khác, Apple cùng với mấy anh Da Đen đã xâm nhập vào bên trong tàu hậu cần thành công. Lúc này, Marjory bị gã sĩ quan yêu cầu đến chỗ tối để giao lưu tâm sự mỏng. Còn đám lính cấp dưới thì vẫn đang hí hửng nhảy múa mà không biết tử thần đang chờ sẵn, để chắc cú anh Da Đen Heron còn khóa cửa ngoài lại. Mặt khác, Apple cùng mọi người đang chiến đấu ác liệt bên trong con tàu. Anh ném một quả lựu đạn khiến nhiều thằng phải đi bán muối. Rất nhanh, còi báo động đã được bật lên. Nhưng Apple vẫn bình tĩnh tiêu diệt từng thằng một rồi chốt cửa lại, không cho đám cứu viện chạy xuống. Cứ như vậy, bọn lính Đức bị cả đội bón hành cho ngập miệng, thằng nào ló đầu ra đều xác định cỏ mọc xanh mộ ngay lập tức. Richard bất ngờ bị một tên đẩy vào tường dùng mũi tên đâm cho vài nhát, nhưng với thân hình to cao đen hôi của mình thì chừng này vẫn chỉ là mũi đốt cột điện so với anh. Sau khi dùng con dao ghẻ xử đẹp tên lính, anh chuyển qua làm tiều phu đốn củi, còn Nam Chính bên này cũng chiến đấu rất hăng hái. Gặp thần giết thần, gặp ma giết ma. Thấy kẻ địch còn quá trẻ, anh đã rủ lòng thương tha cho hắn một mạng. Sau khi chiếm được con tàu, họ dùng đèn nhấp nháy để ra tín hiệu cho nhau. Rất nhanh, những con tàu đang neo đậu ngoài cảng đã bị nhóm của Nam Chính dùng bom đánh chìm. Đám lính nghe thấy tiếng nổ định mò ra xem nhưng cửa đã bị khóa chặt. Còn Marjory bên này thì bị tên sĩ quan vạch trần. Bởi vì phát xít Đức rất ghét người Do Thái như cô nên chuyến này lành ít dữ nhiều. Khi cả bến tàu nổ tan tành khói lửa thì mấy tên lính ở ngoài mới biết chuyện. Chúng nhanh chóng giải cứu cho đồng bọn phía trong rạp hát rồi xách hàng nóng đi truy tìm nhóm của Nam Chính. Thế là một trận đấu súng ác liệt đã diễn ra. Apple dùng súng máy sấy nát đội hình đối phương,
hai bên ăn miếng trả miếng không chịu nhường ai. Kẻ địch chơi lớn vác hẳn cả pháo ra bắn nhưng toàn tạch, nhờ vậy mà nhóm của Nam Chính mới có thể an toàn lái thuyền thoát đi. Lúc này gã sĩ quan mò tới thì đã quá muộn rồi, kho nhiên liệu cùng hàng chục chiến thuyền giờ chỉ còn lại đúng cái nịt. Cả quân cảng nổ tung luôn trông như pháo hoa ngày Tết vậy. Hayrick tức cay dái đến cấp độ 7 muốn giết chết Marjorie để chút giận, nhưng không ngờ cô lại giấu một khẩu súng ngay giữa háng. Kết quả là hắn ăn ngay một viên kẹo đồng hẹo luôn tại chỗ. Sau đó anh da đen Heron có mặt kịp thời giải quyết đám lính cứu cô một mạng. Nam Chính bên này chờ cho đến khi hai người có mặt thì mới chịu lái thuyền rời đi. Apple liên lạc với tàu của quân đội anh gặp hồi sáng. Thay vì đánh chìm tàu hậu cần của Đức thì họ đã cướp luôn nó mang về cho Ngầu. Mặc dù lập chiến công hiển hách nhưng chỉ huy vẫn phải bắt giữ gớt mồm lông vì anh đã làm trái lệnh cấp trên. Tưởng rằng sẽ phải ngồi tù mọt gông nhưng Winston bất ngờ xuất hiện như một vị thần đãi cả nhóm ăn sơn hào hải vị. Ông tuyên bố thằng nào dám động đến một cọng lông của họ thì xác định đi gặp Diên Vương. Chiến tích vừa rồi của mọi người đã khiến Đức Quốc xã suy yếu và thua trận ngay sau đó. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.